ta nghe cuốn này nha anh em, mà hay lắm luôn rồi nha. Cuốn này là Thu Hiền nha, ca sĩ Thu Hiền nha. Mấy cuốn này mình bán cũng nhiều rồi nha anh em, nhạc đây là ngồi bác anh em mấy chú hay thích nghe. Cuốn này là Tennis 4 Channel nha anh em, mình đang nghe hai cái ron nha, hai cái ria thì cái băng bình thường thì chỉ nghe được hai kênh thôi, còn ở băng 4 kênh thì anh em phải thu cái băng đã 4 các màu hao vốn. Con này cũng nghe được băng 2 track luôn nha anh em, tại vì mình bật hết 1, 2, 3, 4 lên thì cái 1, 2 nó đập được 1 track, 3, 4 đập được 1 track, đẩy qua một cái đập hết luôn, ok chưa. Con này 2 tốc độ luôn nha, speed 8 speed nè. Bây giờ mình tua, ok chưa. Con này chỉ có không có reverb thôi nha, tua qua. Mấy con này mình nghĩ nó làm ngon lắm anh em, cái dòng Panasonic hồi xưa nó làm ngon anh em thấy không. Cái đây là chính cái EQ của tốc độ, ví dụ mình đang chạy 19 cm 71/2 inch thì mình muốn tiếng nó sáng hơn thì mình bật qua 9.5 cm nha. Tại vì khi mà tốc độ băng nó chạy chậm á thì bắt buộc cái bass nó phải tăng cao, nó giải cao lên để nó bù lại chứ không nó bị tối tiếng. Cho nên khi mình nghe đúng tốc độ này mà muốn lấy tiếng sáng hơn chút, có an giang chút xíu á, tiếng sẽ sáng hơn, ok chưa. Đã chọn băng nọt men, tap select ra thu đè xuống, cao tơ cũng chạy nha, đồng hồ cũng chạy đây, reset lại. Cái đây là mix pro hồi xưa người ta làm vậy thôi. Còn đã headphone thì có headphone trước và sau. Volume này riêng biệt nha, có nghĩa là lép lép lai đây riêng nha. Còn cái đây là cái phần input mình không có xài rồi, không có thâu về. Anh em thấy cái bao nó nhảy cái này thì mình sẽ dành cái đây cho nó vừa này, nó đều thấy chưa, cái băng là thâu rất chuẩn nha. Bây giờ mình tắt một kênh không, còn bên phải không thấy chưa, thôi mình tắt bên này, còn cái kia bên trái quạt thôi đó. Mình nhìn cái đồng hồ đấy cho nó khách quan. Cuốn này là của Thế Linh nha nè, Thế Linh là những cái dòng nhạc mà nói chung sạch sẽ, tiếng sáng, bass drop, thứ bằng các thứ, thứ dàn nhạc các thứ. Ok, giờ mình nói sơ chút xíu nha. Anh em còn những cuốn băng này là tất cả là sợi gân gà hết đó nha. Anh em muốn thì chụp màn hình lại để xem này. Mấy cái này là một đổi một nha, nếu mà trường hợp anh em đừng làm đứt dây băng nha, bao nghề hết á. Nói chung băng mình thấy lên thâu là mình đỡ vô, mình thấy mấy là ok hết nha anh em. Nếu mà nó bị sai là mình nhìn đồng hồ vô mình biết luôn anh em, thấy không. Ok chưa, xuống nhà anh em chơi thì Zalo số này nha. Giá con này là 4.700.000, ok chưa. Im ru rồi nha, trẻ không có động tĩnh gì nha anh em. Tại vì cái thương hiệu Tennis nó không có phổ biến như những con mà Tascam hoặc là Akai thôi anh em, chứ nó cũng không có thua ai đâu nha. Thật sự nó im ru luôn nha anh em, mình ngồi ra mình nghe anh em nó rất im luôn. Đầu tư này thấy không, cho anh em coi ốc này thấy chưa. Bảo đảm nha, đầu tư là cam kết là không có bị cái gì hết nha anh em. Xó này, thu phát này nó ghi rõ ràng cơ không này, ok chưa. Hiệu đây RS744U 4 channel stereo tap dash. Mình nói thêm hai con này nữa nha anh em, ở đây mình còn hai con này nữa luôn. Con này là băng 2 track, máy nào thích master tiếng giữ dàn thu luôn là chơi con này 2 track. Giá cũng bằng nhau luôn nha, con kia Sony, con kia là 9.400 sao mình nhớ 9.400 sao. Con đó cũng bền lắm luôn, hồi trước mình có xài một hai con rồi. Đầu kia có một con AK tự hành nữa, ok chưa. Anh em nghe im ru phải không. Rồi anh em là chơi thì Zalo số này nha anh em,